Xin chào các bạn, trong cái video này Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn một số kiến thức và những cái quá trình mình submit app lên trên Play Store. Thì tình hình vừa rồi có rất là nhiều bạn không biết trong việc là khai báo nội dung ứng dụng ở trên Play Console, nó sẽ xảy ra kết quả như là bị reset ứng dụng và remove ứng dụng, có thể nặng hơn đó là bị submit ứng dụng như thế này. Thì tất cả những cái độ rủi ro như thế này thì hầu như các bạn không biết trong việc là khai báo nội dung ứng dụng trong cái quá trình mình up app lên trên Play Store. Thì trong cái video này các bạn xem hết cái quá trình mình chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm của mình và những cái case study gặp phải, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn trong cái quá trình mình submit app lên trên Play Store, và chúng ta có được những cái kiến thức policy và khai báo đúng chuẩn mực khi mà submit lên với những cái dàn ứng dụng như có tracking về Firebase hay là tracking những bên thứ ba như Azure hay là Applier, OneSignal, vân vân. Trong cái video này mình cập nhật cho các bạn cái cách mà khai báo nội dung ứng dụng ở trên Play Console với những cái ứng dụng để mà kiếm tiền Google AdMode như thế này, và có tích hợp Firebase, Analyst và Grasslist, và có thể là những cái chức năng ví dụ như OneSignal đấy, hoặc là sử dụng cái những cái chức năng về Asus hay là những chức năng Applier để mà phân tích chia sẻ dữ liệu trong cái quá trình marketing của ứng dụng. Thì những cái phần này thì chúng ta có những cái nội dung khai báo ở trong Play Console. Ok, khi các bạn đến cái mục đó là khai báo nội dung ứng dụng á, trong phần khai báo nội dung ứng dụng và ở mục an toàn dữ liệu, thì các bạn click vào chọn an toàn dữ liệu bắt đầu khai báo nha. Thì trong phần an toàn dữ liệu này hiện ra, thì các bạn chọn cho mình là nút tiếp tục ở phía bên dưới, và đến cái mục đó là bảo mật và thu thập dữ liệu này á, thì các bạn nhớ chọn cho mình là có nè. Và trong mục có này thì toàn bộ dữ liệu người dùng mà ứng dụng của bạn thu thập và mã hóa trong quá trình chuyển dữ liệu không á, thì các bạn chọn có luôn cho mình. Và sau đó các bạn kéo xuống dưới cùng, thì ở cái mục đó là ứng dụng của tôi không cho phép người tạo tài khoản, các bạn kích vào thằng này. Cho đến dưới này mình còn chọn là không. Rồi sau khi xong rồi á, thì các bạn kéo xuống dưới và các bạn chọn là tiếp theo. Sau khi các bạn chọn tiếp theo xong á, ở cái mục an toàn dữ liệu này có rất là nhiều cái danh sách của phần an toàn dữ liệu về hình ảnh, âm thanh, vân vân, tiệp tài liệu, lịch, danh bạ. Nhưng mà đối với những ứng dụng mình làm thường xuyên á, là về tracking Firebase thôi á, analyst thôi để mà marketing, thì mình chọn cái cuối cùng đó là thiết bị hoặc mã nhận dạng quảng cáo khác. Và mình sẽ click vào chọn hiển thị này và mình tích vào là thiết bị hoặc mã nhận dạng ở cái ô này. Sau đó mình chọn tiếp theo. Trong mục tiếp theo này thì mình sẽ chọn cái nút bắt đầu ở cái nút mũi tên qua bên phải này nè ha. Mình click vào đây và mình sẽ click vào chọn là có thu thập và có chia sẻ dữ liệu. Rồi sau đó các bạn chọn cái thứ nhất, rồi các bạn chọn cái thứ ba. Các bạn kéo xuống dưới này, các bạn cho mình là chọn cái chức năng của ứng dụng và cái phân tích này. Rồi các bạn kéo xuống dưới này, ở cái mục này cũng vậy, chọn chức năng, ứng dụng và phân tích. Rồi sau đó là các bạn chọn lưu và các bạn chọn tiếp theo. Đấy, thì như vậy là các bạn chọn tiếp theo, như vậy là ok. Về phần đối tượng, về phần nội dung và đối tượng mục tiêu, thì các bạn đối với các bạn mới bắt đầu làm á, thì các bạn nên chọn cho mình là những cái đối tượng mục tiêu là 18 tuổi trở lên, để Google đỡ phải xem xét và soi cái ứng dụng của mình. Nếu các bạn chọn những cái loại ứng dụng mà liên quan đến kids từ 18 tuổi trở xuống á, 5 tuổi á, thì các bạn cần phải có những cái policy, những SDK để tích hợp vào cái trong việc là Google tránh cái những cái hiển thị quảng cáo nhạy cảm đối với những cái ứng dụng mà trẻ con họ hay dùng. Rồi thì thường thường mình làm những ứng dụng đa số là 18 tuổi trở lên, thì mục tiêu của đối tượng này thì nó dễ trong việc là target và mình kiếm tiền ở trên quảng cáo ở trong ứng dụng của mình. Đó. Ok, sau đó là các bạn tích vào 18 tuổi trở lên này và các bạn chọn tiếp theo thôi. Rồi đến cái phần tiếp theo, Quốc Anh muốn chia sẻ cho các bạn thêm một phần nữa, đó là mã nhận dạng quảng cáo. Trong cái phần mã nhận dạng quảng cáo này thì
những bạn mới ban đầu thì không biết là mình điền như thế nào, thì các bạn hãy follow theo bắt đầu khai báo và các bạn điền theo Quốc Anh nhé. Trong cái mã nhận dạng quảng cáo thì các bạn click cho mình là có nha. Rồi sau đó là đến cái phần này các bạn nhớ tích cho mình là hai phần là chức năng của ứng dụng và phân tích. Ok, thì sau khi các bạn tích vào cái này xong rồi các bạn lưu ha. Thì như vậy là ok, đối với những cái ứng dụng liên quan đến kiếm tiền từ quảng cáo AdMode thì chúng ta tích vào những cái thành phần này. Còn những bạn nào mà làm về in-app hoặc là những cái mục tiêu khác, mục đích khác thì mình không chia sẻ ở đây. Ở đây mình chỉ có chia sẻ những cái ứng dụng liên quan đến kiếm tiền từ Google AdMode thôi. Rồi tiếp theo, Quang Anh muốn chia sẻ cho bạn những cái loại ứng dụng mà nằm ở trong cái danh sách của Google, như là những ứng dụng liên quan đến tính năng tài chính này, những ứng dụng liên quan đến sức khỏe. Thì những cái list công việc, những cái list ứng dụng này thì Quang Anh luôn tránh xa trong việc là tạo ra những cái ứng dụng để kiếm tiền Google AdMode. Bởi vì những cái ứng dụng liên quan đến tài chính và sức khỏe này thì Google nằm trong cái list cần phải thắt chặt hơn trong những cái nội dung chức năng. Đó, khi các bạn tài chính á, thì các bạn kích vào nút bắt đầu khai báo này. Các bạn kích vào thằng này ha. Thì các bạn nhớ kéo xuống dưới và chọn cho mình là ứng dụng của tôi là không cung cấp những tính năng tài chính nào cả. Thì các bạn tích vào thằng này ha. Rồi sau đó chọn tiếp theo. Đấy. Nếu mà các bạn chọn những cái liên quan đến những cái danh mục ở trên này thì rất là khó trong việc là xét duyệt ứng dụng sức khỏe. Trong phần ứng dụng sức khỏe này các bạn bắt đầu khai báo thì các bạn cũng kéo xuống dưới cùng á, các bạn chọn là ứng dụng của tôi không có tính năng liên quan đến sức khỏe. Các bạn tích vào cái này để chọn lưu. Rồi ok, sau khi xong hết rồi thì mình sẽ kéo lên trên menu bên trái, mình kéo lên trên và mình chọn ở mục đó là phát hành công khai. Trong phần phát hành công khai này mình sẽ chọn các quốc gia và khu vực, rồi sau đó để mình submit app lên trên Play Store thôi. Mình chọn lưu và trong cái bảng là bảng phát hành công khai này, bảng phát hành này ở mục là phát hành công khai này mình tạo bảng phát hành mới và mình kích vào đây để mình chọn khóa ký và dùng khóa ký của Google tạo ra. Rồi sau đó nó đang xoay ha. Cái nút tải lên này nó hiện ra và chúng ta sẽ up file app AB lên thôi. Thì như vậy là đã xong. Rồi, mình click vào tải lên để mà up file AB thôi nha. Đây là một cái video mà Quốc Anh muốn cập nhật cho các bạn học. Đây là một cái video mà Quốc Anh muốn cập nhật cho các bạn hiểu rõ bản chất trong cái quá trình up submit app lên trên Play Store với những cái ứng dụng liên quan đến kiếm tiền từ Google AdMode và có tích hợp Firebase, tích hợp AdSearch hay là Fly hay là tích hợp OneSignal để boost notification để phục vụ cho việc marketing. Thì các bạn sẽ follow theo mình từng bước như vậy để tránh những cái tình trạng reset, remove hay là suspend do những cái lỗi khai báo nó không chính xác ở trong cái nội dung của ứng dụng của mình. Hy vọng trong cái bài video này những cái kiến thức chia sẻ của Quốc Anh như vậy thì giúp cho các bạn có một cái sự an toàn hơn khi submit app lên trên Play Store và tránh những tình trạng không may. Và chúc các bạn trong cái quá trình phát triển ứng dụng thành công trên con đường làm mobile app của mình. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Các bạn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhấn like và subscribe để theo dõi kênh Quốc Media. Quốc Anh sẽ ra những cái video có giá trị hơn nữa và cập nhật những kiến thức của bạn về lĩnh vực mobile app. Và các bạn có muốn đồng hành với Quốc Anh thì tham khảo cái khóa học coaching 1:1 của Quốc Anh mỗi tháng ở link bên dưới. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.